Con đọc qua một số tài liệu Câu về này tôn cũng khá đúng giáo, cơ. người ta nói rằng chân lý tối hậu là tất cả đều là một. Theo con hiểu, à cái này theo quý vị hiểu nha. À, theo cái gì À, tôi một ở đây không phải là thượng đế, cũng không có không cái ngã nào đó để chấp vào, mà một ở đây có câu này nghĩa là chúng chơi ta đều có bản chất đồng nhất về năng lượng. giờ lại không biết. Năng lượng rung động thô lậu thì kết thành thân xác vật chất, năng lượng có rung động thanh cao thì trở thành những cảnh giới mắt thường không thể nhìn thấy được. Trừ khi thiền định tâm lắng thì mới có thể bắt được tần số rung động mà họ thấy được. Câu hỏi của con là điều này có tương ứng với Phật giáo. Cái này tôi trả lời à, sẽ trả lời câu này trước nó dần để nó nói hết rồi thôi đó. Quý vị cứ theo tôi hiểu không á, tôi nói rồi mình tu đạo Phật, mình tu theo Phật, mình theo Phật theo lời dạy của Đức Phật chứ mình không có tu đạo tôi, nên mình đừng có tôi hiểu gì cũng tôi hiểu là chết. Cái tôi hiểu không, nhưng mà quý vị được quyền hiểu, nhưng mà quý vị so sánh ngày nào quý vị muốn được phép cho mình cái quyền được hiểu thì ngày đó quý vị phải có cái năng lực đem so sánh Phật pháp. Nếu không mình không có được cái bản năng đó, cái năng lực đó, tức là cái năng lực là gì, mình hiểu một cái vấn đề gì đó, mình muốn biết đúng sai, mình so sánh Phật pháp, mình thấy ở trong kinh Đức Phật có nói gì nè, mình thấy tương đồng, mình cho rằng à, mình tự tin, mình nói tôi hiểu đúng, tôi hiểu cái này đúng. Còn ngày nào mình chưa có được cái năng lực soi cái gì mình hiểu vào Phật pháp để phân biệt đúng sai thì làm ơn đừng có con hiểu nha, đừng có con hiểu. Tôi gặp nhiều lắm, nhiều vị vô trình nó pháp tôi hiểu, theo tôi hiểu, theo tôi, theo tôi, còn thưa sư xin là sư theo Phật rồi á. Cái chân lý tối hậu tất cả đều là một á thì cái này trong trong kinh có một trường hợp là ngài Sa Lợi Phất, ngài Sariputta, ngài độ cái cô tên tính cái cô Bà La Môn tóc xóa tóc quăn á, thì Bà La Môn này là một cái người rất là giỏi, cô đi tới đâu là cũng dựng chành liễu trên ngã ba đường á. À, mà cái người nào á, cái Bà La Môn nào khác á, mà muốn đấu với cổ á, muốn đấu vấn đáp với cổ á, là phải lợi lấy cái ngón chân á, đá cái chành liễu đi ngớt ngã xuống thì cổ sẽ đi ra cổ đối đáp vấn đáp với cái người đó. Thì một thời gian rất là dài là không có ai có thể thắng được cổ, thắng rất là nhiều. Thì lúc này ngài lại phát thấy cái nhân viên độ được cô này mới đi tới và đá cái cành liễu đi. Kêu đứa nhỏ lấy cái ngày không có đá. À, kêu đứa nhỏ lấy lộ nhớ quên. Thì lúc lúc này á cổ hỏi ngài rất là nhiều nhưng mà ngài trả lời được hết. Đừng có nói, đừng có nói quý vị, đừng có nói là ngài lúc này ngài đã là bậc tinh văn tối thượng, tinh văn đệ nhất trí tuệ rồi. Khỏi lúc ngài còn là Bà La Môn là ngài giúp bà này còn được nữa, đừng có nói là lúc ngài ngài ngài, ngài là tối thượng tinh văn đệ nhất trí tuệ rồi. Hỏi nhiều trả lời hết tới chừng ngài hỏi lại nói một là gì thì cô này cũng trả lời không được, thì cô này mới xin ngài giải thích cho, thì ngài mới nói là đi xuất gia đi rồi sẽ hiểu. Thì ngài cổ xuất gia thời gian của Đắc La Hán thì cũng mới gặp ngài sẽ bất cứ có hiểu một là gì, trong kinh cũng không có giải thích một là gì, cho nên vì cũng khẩu khởi biết một là gì luôn, không chỗ nào giải thích một là gì cả, cho nên khỏi hiểu. Nó có một số cái gợi nhớ, ví dụ như là trong Tăng Chi Tất cả là pháp. người người Pháp à. Hoặc là Tăng Chi chương một Pháp đều có, tức là cái những cái gì mà Đức Thế Tôn có nhắc tới con số 1 á là chư tăng là gom vô hết trong Tăng Chi á, cái chương một Pháp Một pháp à. mình thật chất cái mình cái này nó mù mờ lắm, mình tại sao mình không còn mình kiếm tứ đế mình coi, mình không kiếm bát chánh đạo mình Đỉnh cao coi, siêu, trời ơi mình nó ngồi có mình vẻ cao siêu. thiệt chứ cái này nó thiệt. Quý vị bây giờ mà một vị mà vừa viết cuốn sách về cái chân lý số 1 này nè rồi cho rằng là ví dụ như 100% là đúng đi, thấy cuốn sách cho bịch xưa sư đọc cái này đi, cuốn này nói về một nè, làm khi sư còn không muốn đọc. Ừ, tôi lấy cuốn Tư Diệu Đế sư đọc cho rằng là cuốn đó sư đọc 7-8 lần đọc lại. Ừ, nó vậy á, không cần. Nhưng khi mình phải biết từ chối nha quý vị, ở đây á mình học giáo lý đôi khi mình phải biết từ chối những cái gì nó trên trời dưới biển á,
diễn hết á. Mình có ông chị đó, có ông trong cái chùa đó, trong Trung Sơn có cái vị đó, cái ông bác sĩ, ông đông y, ông tây y, đông y, ổng châm cứu thì cũng tôi cũng lợi châm cứu miễn phí. Thì có cái chú đó, chú cũng qua, chú gần chùa, chú vô chú cứ châm cứu. Thì mà ông nằm đó thì tôi cũng nằm đó, thì ông cứ ngó ngại, ông chân lên chân ông nói ba cái chân mây thôi, chân gì chân không diệu hữu gì mấy cái gì chung, mà ông nói với cái hiệu cái cách là gì, nói cái câu chữ cho ông hiểu. Tôi mới hỏi giờ tôi chắc cánh tay ông mà chân không diệu hữu ông chịu không, là ông không biết gì hết á, tức là nói cao để gặp cái người không biết á thì người ta tưởng mình hay, nhưng mà gặp cái người biết rồi đó thì người ta quất một cái là mình té. Con diều phủ nó là vô ngã thôi, nó không có là cái gì hết á. Mình mà dùng cái từ hát nó cho nó văng lên, nó làm nó rỗng rỗng ruột. Thì mình bớt dùng cái là tối ngày mình đi kiếm mấy cái, trời ơi nha quý vị, nam giới thì chưa rành đó, quý vị hầu ngoài hầu nha, vô trang trên tệ giảm tới nam giới rồi đó, vì coi ly coi lệ bị gần nam giới nha. Rồi gì cái gì bây giờ mười mười bát chánh đạo, quý vị thuộc mười mười ba la mật, quý vị thuộc hết mười la mật chưa, bố thí trì giới rồi tới gì nữa, làm ơn nha. Rồi trong chừng tam quy chưa thuộc, đọc tam quy chưa nhìn cuốn sách. Rồi cái bài nam mô ta sa thuộc chưa, đi sinh giới. Rồi quý vị có thể tự mình đi sinh nam giới hay không nha. Cho nên là những cái đồng ý là tôi cho quý vị học á, nhưng mà quý vị phải thông kinh văn gọi là như sư giác nguyên vậy đó, thì quý vị muốn làm gì làm, quý vị học cái gì cũng được chứ. Còn khi mà ngày nào quý vị chưa thành những cái lạch bạch dưới đất, cho nên đi mà nhìn trời không dắt cũng đá té gãy gần gãy gân á, cho nên không phải là cấm quý vị phải học những cái này, nhưng mà mình coi những cái cơ bản mình đã biết chưa. 13 la mật mình thuộc mình kể chưa hết đó, bát chánh đạo mình kể hết không, tứ diệu đế là gì, khổ đế là gì, tập đế là gì, diệt đế đạo đế là gì, diệt đế là gì, chưa bắt cái gì kể ba ly những cái cơ bản thôi. Tứ niệm xứ mình nói ra ngon lắm chứ mình kể bốn cái tứ niệm xứ mình kể chưa ra nữa. Thì những cái quan trọng mình chưa có học mà mình đầu mình kiếm những cái trên bờ dưới biển mình kiếm không à, thì nó phí mình lắm nha, nó phí cái thời gian mà nó không kêu đâu đâu. Rồi thêm nữa đó, vì hỏi mấy cái cao quá đó, thì đồng ý ông sư không có thể, nếu ông sư có trình độ á không có thể trả lời cho quý vị được, nhưng mà nó mất thời gian và nó, tại sao quý vị căn bản không có trả lời tới đó là phải giải thích cái đó nữa. Bây giờ tôi kể mà thời Đức Phật ở thành Savatthi cái gì không biết, cái Savatthi là cái gì, vì hỏi sư ơi sư Savatthi là cái gì, tôi phải ngồi tôi giải thích cái Savatthi là cái thành thời đó, tới ông vua cái bắt đầu cái gì hỏi ông vua đó là cái gì, cái tên đế thích cái gì hỏi đế thích là cái gì nữa, là tôi khổ giải thích luôn mãn lắm nha. Quý vị phải làm sao những cái căn bản ta nói ra vì hiểu, vì không cần phải giải thích lợi cái đó nữa, thì á thì quý vị mới lên lớp 2 rồi thi nào quý vị đậu đại học rồi muốn bung ra muốn tìm hiểu cái gì đó tìm hiểu nha. Ít nhất quý vị tin lỗi nó phải đề cao, ít nhất quý vị phải như tôi đấy đi, quý vị muốn tìm hiểu gì tìm hiểu chứ ít nhất cũng nửa nha. Chứ còn mà mình thấy lắm nó trên trời dưới biển đó nha. Thưa quý vị, nên tránh có cái suy nghĩ ngã mạn như thế này. Đó là chắc tôi hỏi cái cao ông này ông trả lời không được, thành ra ông giặt lại tôi là tôi biết cái thấp chưa, tức là những cái ông nói là mấy cái thấp thôi, còn cái tôi hỏi là cái cao ông trả lời không được cái cao, thành ra ông giặt tôi cái thấp. Cái vấn đề là như thế này. Quý vị cần phải học những cái nền tảng, những cái nền móng của chánh pháp, thì khi quý vị nắm cái nền móng rồi đó, quý vị sẽ biết là những cái mình vừa hỏi là những cái tào lao, hiểu vấn đề không? Còn bây giờ á, nếu như mà sư nói thẳng với quý vị á, là cái quý vị đang tưởng tượng á, là một cái sai lầm, là một cái nhầm lẫn, là một cái tạp kiến, là quý vị dẹp luôn, nghỉ không nghe nữa. Tại vì sao? Sư đánh thẳng vào mặt quý vị mà,
nói thẳng cái này sai rồi, không nghe nữa. Thành ra có đôi khi á, vị sư phải uyển chuyển hơn, nói là hãy học cái này, hãy học cái kia, thì sau khi mình học rồi đó, Mình tự sai mình biết mình sái. Cái vấn đề là như vậy. nó sai nó thẳng ra thì khi giận À, ngày hôm bữa trước, cách đây mấy hôm, có một ông chú, ổng ở dưới tận, ở đâu dưới miền Tây, sư quên cái tỉnh rồi. Ổng lên ổng xin cho bằng được cái số điện thoại của sư. Ổng vào chùa ổng xin cho được cái số của sư, để một cái ai đó ở dưới miền Tây đó muốn xin số của sư, nhưng mà sư không có để cái số ở trên mạng. Thành ra là phải nhờ ổng lên tới đây ổng để ổng xin số của sư. Ghê gớm chưa. Rồi xong rồi cái anh này á, ảnh mới gọi cho sư, ảnh mới hỏi pháp. Thì nếu như mà ảnh theo dõi cái kênh của sư là ảnh phải biết một cái quy tắc, đó là gì? Xếp hàng, biết bao nhiêu con người họ đang hỏi, họ đang chờ trả lời. Mình hỏi trước, mình gọi điện, mình gặp trước, gọi qua điện thoại hỏi trước để đi tắt đón đầu. Người Việt mình kém cái chuyện xếp hàng lắm. Rồi tưởng anh hỏi cái gì, ảnh mới trình bày cái sở chứng của ảnh. Trời ơi, sư nghe sư muốn chết luôn vậy đó. Tại vì mình không có thời gian, mà anh ngồi anh phan cái sở chứng của anh là nó giết người. Mà hỏi anh sở chứng, anh nói cái sở chứng ảnh như vậy nè. Bây giờ đó cái ly dục á, thì chắc phải tới A-la-hán mới ly dục được. Còn bình thường mình tu thiền ly dục không nổi đâu. Cho nên ảnh mới có một cái phát kiến. Tại vì nghe Đức Thế Tôn là trước khi nhập Niết Bàn á, ngài lên từ sơ thiền cho đến phi tưởng, rồi ngài đi xuống ngược trở lại sơ thiền á. Ảnh có suy nghĩ là bây giờ mình lên sơ thiền đó, xong rồi mình ra khỏi sơ thiền, mình ngó lại cái dục của mình á đó, nên mình quán cái dục đó nha. Rồi để cho nó hết. Nè, Không có thời gian. Đức Phật ngài dạy á, pháp cho mình tu không hết nha, mình tu không nổi, mình tu không đủ, không nổi nha, đừng có chế thêm giùm cơn cái, làm ơn đừng có chế thêm nha. Mà cái anh này anh chế thêm, anh nghĩ như vậy là hay. Mà trong khi đó Mình sao nhập vô thiên nó đất đó mà đó. cái vấn đề của ảnh là gì? Sư chắc một chuyện là thậm chí ảnh chưa biết sơ thiền là cái gì. Ảnh chỉ đọc thôi, sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp, có tầm có tứ, là ảnh tưởng ảnh sơ thiền rồi đó. Dạ, cho ông nghĩ. Thành ra là ảnh không có, gọi là không có gặp được một cái vị mà có thể hỏi ảnh là bây giờ cái đề mục của anh là cái gì, anh thấy cái tướng như thế nào, cái tâm của anh đang như thế nào. Nè, nói không thuyết pháp tôi không không nên, tại sao không thuyết pháp cho cái người tà kiến, tại sao không thuyết pháp cho cái người ngã mạn, là tại vì thuyết cho họ họ, họ, họ dạy lên mình nha, nên bỏ thế cho Thành họ dạy lên mình luôn. thành thử là sư mới nói hai chuyện. Thứ nhất, tại vì lúc bây giờ sư không có thời gian, sư nói thẳng sư không có thời gian. Ảnh xin sư 5 phút, mà sư nói thiệt, cái 5 phút mà sư nói chuyện với ảnh nó Năm không chục khác gì phút 5 năm thiệt luôn. Sư gặp cái người mà họ có chí, sư ngồi nói chuyện 5 tiếng đồng hồ sư không tiếc rồi. nha. Mà ngồi gặp những người như vậy sư nói chuyện 5 phút là sư tiếc muốn chết luôn. Cho nên sư nói sư không có thời gian, sư nói Mệt ngắn gọn thôi. Hai chuyện. Thứ nhất, Phật không có dạy như vậy, làm ơn làm phước đừng có chế ra. Và cái anh đang thực hành á, là sai rồi. Cái việc là anh đang thực hành là sai rồi. Cái thứ hai, cái chuyện mà hỏi về pháp hành ấy, anh phải tới trực tiếp anh gặp sư, chứ không có cái chuyện anh gọi điện qua điện thoại như thế sư anh tệ còn từ bi á, nha. 5 phút là còn từ bi, gặp tôi không có phút nào Đó, chứ thì còn rồi thôi đó, như vậy là chúng ta không có thời gian với nhau. Còn cái chuyện mà anh nói anh ở xa anh phải đến không được, đó là cái vấn đề của anh, không phải vấn đề của sư. đó rồi vô cái cô đó nó cũng nhắn tin qua Messenger của hỏi nó dữ lắm, nó mấy cái trời luôn, mình nói là sư không biết gì hết trơn, cô hỏi gì khác biết, tại vì mình dạy họ là không được đâu, họ dạy lên mình thì họ họ pháp mà họ trình bày cái tôi ra rồi không không nói pháp cho cái người ngã mạng
Có ngoại không nó pháp cho người ta kiến là hai cái. Tại vì mình nói là họ dài lên mà. Tại sao không hỏi sư ơi sao giữ năm giới nè, nói ra nghe thiệt. Thôi tới sáng rồi. À. Còn sư nhắc lại, còn nếu như bây giờ quý vị muốn hỏi sư cái vụ mà năng lượng này đó nha, tất cả đều là một, thì như sư nói cái chuyện mà một á, mở tăng chi bộ kinh chương một pháp rất là nhiều con số một ở trong đó, có một vài cái một là sư có thể đề nghị cho quý vị nè. Niết bàn cũng là một này, tất cả chúng sanh đều cần phải có thực phẩm, nó Thực cũng là phẩm một là này. một nhiều lắm, Để có rất nhiều cái một nha, tất mở cả tăng là chia một. ra mà coi. Cái đó là chắc cú chứ không phải mình phải chế ra. Còn cái vụ mà năng lượng á, làm ơn làm phước Phật không có dạy, mà nếu như nó đúng là Phật đã dạy, tại vì nó không có đúng cho nên Phật không có dạy, mà Phật không có dạy thì mình đừng có chế. Cái bài kinh Sim Sa Bá đó, quý vị Phật nắm lá cây đó, Phật cầm nắm lá lên đó, nói cái vị tỳ kheo rằng là lá ở trong nắm tay Như Lai với lá ở ngoài khu rừng á làm nhiều, thì các vị tỳ kheo trả lời là lá trong ngoài khu rừng nhiều hơn. Thì Đức Phật ngài nói những cái gì Như Lai thiết cũng giống như lá trên bàn tay. Tại sao? Tại vì những cái gì ngài thiết á là nó liên quan tới giải thoát, cái gì không liên quan tới thoát Đức Phật không thiết. Thì giống như lá rừng già, ngài biết rất là nhiều nhưng mà những cái đó nó không giải thoát. Ngài làm thơ cũng được vậy nhưng mà ngài không nói, cho nên cái gì quý vị không nói là quý vị Phật không nói là cái đó không giải thoát nha. Nhớ một điều, Mà cái này chẳng những không giải thoát mà nó còn tầm tầm bậy. bậy tà kiến quý vị đi địa ngục á, Thì có nghĩa mới sư hù giống nha. như chân lý nhị nguyên rồi đó, mấy cái đó nhị nguyên rồi.